Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023. Và chúng ta quay trở lại câu chuyện Ngọc Trinh một chút. Chắc là anh Asin anh phải cảm ơn Ngọc Trinh lắm. Bởi vì chỉ trong một thời gian rất ngắn thì Ngọc Trinh đã chiếm sóng thay cái bộ phim Đất Rừng Phương Nam, và có thể nói là gây nên một cơn địa chấn tại showbiz Việt. Và chúng ta cùng phân tích một chút như thế này. Tôi mong rằng các bác tiếp tục ủng hộ, đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Kênh Trang Trang TV thì có ba cái tôn chỉ, đó là sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử tế. Chúng ta đấu tranh với cái ác, cái chưa đúng bằng cái sự dũng cảm, như là lời Chủ tịch nước Văn Thưởng nói. Thế nhưng á, có một cái điều thế này. Vào ngày hôm qua thì tôi đưa ra ba cái video clip, trong đó thì nói về cái việc mà bắt giữ Ngọc Trinh nó chưa rõ ràng và đáng lẽ là không nên làm thế. Đúng một cái vào lúc 5 giờ sáng nay thì tôi làm một cái clip là đã rõ cái việc mà căn cứ pháp lý để mà bắt Ngọc Trinh. Thế thì hôm nay tôi có ba cái vấn đề mà chia sẻ với các bác. Thứ nhất là nhiều bác thì bắt đầu có một cái sự nó gọi rằng là mỉa mai, đó là quay xe. Lần sau Hoàng Dôn nhá, cẩn thận nghiên cứu kỹ rồi hãng nói nhá. Rồi là một số người bảo là quay xe nhanh như điện. Đấy. Một số người thì bảo rằng là đấy, thấy chưa? Đó, ông cứ cầm đèn chạy trước ô tô đi. Có ngày ông dính đấy. Thế thì vấn đề nó ở chỗ đó. Vấn đề là ba video clip tôi đưa lên thì không bác nào chỉ ra chỗ tôi rằng là tôi sai chỗ nào. Các bác chỉ bảo rằng là bắt Ngọc Trinh là đúng. Nhưng mà đúng thì là không có căn cứ pháp lý, không chỉ rõ ra. Tóm lại là các bác không biết. Đó. Đơn giản rằng là nhiều bác chỉ vì ghét Ngọc Trinh. Bởi vì Ngọc Trinh là một cái biểu tượng rất xấu, đương nhiên là nhiều người không thích, kể cả tôi. Đúng không ạ? Bắt Ngọc Trinh là đúng. Thế nhưng lại không biết rằng là bắt vì cái gì, tại sao. Thế thì vậy không vì ai, không không ai chỉ cho tôi. Tôi là phải đi trên đường đi tìm sự thật để tôi đặt ra một cái giả định rằng là các đồng chí chiến sĩ công an là không phải vô lý mà họ là tự bắt như thế được, mà họ nói rất rõ là có rất nhiều những cái đoạn đăng clip ở trên đăng clip trên những cái trang cá nhân đến hàng triệu lượt xem của mình và đặt được cái nọ, đặt được cái kia, kiểu kiểu như thế. Thế thì nó phải từ chỗ nào chứ, đúng không? Từ chỗ nào chứ? Thế thì rồi cuối cùng tôi mới tìm ra được cái thông tư 02, nghĩa cái nghị quyết 02 của Hội đồng Tư pháp liên quan đến từ là gây hậu quả nghiêm trọng. Thì trong đó cái từ là gây hậu quả nghiêm trọng của cái nghị quyết 02 của Hội đồng Tư pháp 02 năm 2003, cách đây đúng 20 năm, thì có nói rằng là gây hậu quả nghiêm trọng thì hoàn toàn không chỉ là cái chuyện giết người, làm chết người hay làm hư hại tài sản với giá trị nào giá trị kia, mà còn có thể hiểu rằng là gây gọi là ảnh hưởng xấu tới chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, rồi vân vân. Các bác hoàn toàn có thể tìm lại cái cụm từ này ở trong cái nghị quyết 02 2003. Và như vậy thì an ninh trật tự vân vân theo cách hiểu của họ là hoàn toàn có thể rằng là bắt Ngọc Trinh được. Tức là tôi tự tìm ra, trong quá trình tôi tự tìm ra, và nó giống như câu chuyện rằng là nó có một cái đề bài và ở trong đó có 1 2 3 4 cái phương án. Thế thì các bác tích chọn một cái phương án là Ngọc Trinh bị bắt là đúng. Thế nhưng bản thân là tôi chỉ xin thưa các bác rằng là hiểu rất rõ tại sao phương án này đúng, còn các bác là đoán mò kiểu như vậy. Mà đoán mò thì nó không có kiến thức, đúng không ạ? Trong quá trình yêu hay ghét thì tôi đã chia sẻ các bác rất nhiều lần rồi, mình phải phá vỡ cái bản thân của mình, không phải là bởi vì mình yêu người ta quá mà mình cho rằng là cái gì của người ta cũng đúng, không phải mình ghét người ta quá mà mình phủ nhận tất cả những cái gì người ta nói là sai. Mà quá trình ta phải biết rằng là tại sao nó đúng và tại sao nó sai. Giống như là thầy giáo đưa một cái bài giảng trên bài giảng, mình ở dưới mình bảo bằng 5 nhé. Đó. Đúng không ạ? Nhưng tại sao nó bằng 5 mới là quan trọng? Thì từng bước chúng ta hiểu cách giải. Thầy giáo giảng là bước 1 là làm thế này, bước 2 là làm thế này, bước 3 là làm thế này. Thì nó mới đúng. Đó. Nhiều khi người ta ghét ghét người khác quá, người ta bảo rằng là ông ấy gọi rằng là giải sai rồi. Nhưng mà sai chỗ nào mình không biết. Yêu người ta có bảo người ta đúng rồi, đúng chỗ nào mình không biết, đúng không? Cho nên là tôi tự phá vỡ. Đó.
Mặc dù tôi thấy rằng là đấy là thứ nhất là tôi muốn chia sẻ các bác, đó là tại sao lại có cái clip đó. Thì ở đây là tôi tự đi tìm, còn trên kênh Nhân Trang TV chưa có bác nào chỉ cho tôi rằng là tại sao nó lại bị bắt như thế. Đó là thứ nhất, là họ bắt có căn cứ. Cái thứ hai á, là tại sao chúng ta lại có cái suy nghĩ rằng là bắt như vậy là quá nặng. Bởi vì tôi vẫn giữ quan điểm này, không ai bị có thể bị bắt bởi vì rằng là nó có một cái nó mù mờ như thế cả đó. Bởi vì chính là cái vấn đề là liên quan đến nghị quyết 02 đó, chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy là cái hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà chỗ đấy nó rất mờ ảo. Bảo đúng cũng được mà bảo sai thì cũng chả sao. Tóm lại trong vụ Vũ Ngọc Trinh ấy, nếu chúng ta bảo là bắt cũng được, cũng đúng, nhưng không bắt cũng chả sao, bởi vì rất nhiều những cái không bắt, đúng không? Rất nhiều việc như thế nó kinh khủng hơn, nhưng mà lại thấy không ai bắt, không ai xử lý. Thế cho nên ấy, trong trường hợp đó thì người ta sẽ hướng là gọi rằng là giống như tôi chia sẻ là trong trường hợp bắt cũng được mà không bắt cũng được thì là cương quyết không bắt, cương quyết không bắt. Đó là lời của một vị tướng an ninh ngày trước đã nói khi đi dạy là dạy các chiến sĩ an ninh cái câu đó. Thế cho nên ấy, cái việc mà Ngọc Trinh bị bắt ấy, thì tôi vẫn quan điểm rằng là nó không đáng, nó không đáng. Đấy là vấn đề thứ hai tôi chia sẻ với các bác, nó không đáng. Bởi vì nhiều bác bảo rằng là ai bảo chơi trội, ai bảo chơi nổi, con người ta không ai chết vì chơi trội chơi nổi cả, đúng không? Chơi trội chơi nổi cả đó, đấy là cái chúng ta thấy nó phải là vi phạm, nó phải là như thế nào đó cơ. Cái việc mà đến mà chỉ về vấn đề rằng là liên quan đến Ngọc Trinh ấy, là ảnh hưởng xấu hay cái dọn nó đến kia mà để bị bắt ấy, thì cũng có rất nhiều những cái nghị định của chính phủ liên quan tới an ninh mạng rồi vân vân, thứ nữa là các gọi là quy chuẩn đạo đức hay vân vân gì đó ứng xử, thì rõ ràng là hoàn toàn có thể xử phạt hành chính cái việc này cơ mà, hoàn toàn có thể xử phạt hành chính, chứ đâu đến cái mức độ rằng là phải bắt con người ta vào tù. Thì tôi cho rằng là tôi vẫn giữ quan điểm, mặc dù là công an bắt cũng đúng, nhưng bắt như vậy là quá nặng đó. Nhưng vấn đề này tôi xin được các bác rằng là tôi vẫn giữ cái quan điểm cá nhân của mình, đó là như thế. Đó là cái việc mà Ngọc Trinh bị bắt, đúng không? Còn một cái điểm thứ ba nữa mà tôi muốn chia sẻ với nhiều bác ấy, là nhiều bác dùng một cái từ rằng là bắt vào rồi thế nào cũng ra tội khác thì sao, tội khác thì sao. Thế thì vấn đề này liên quan đến tư pháp, thì tôi xin thưa với các bác rằng là không nước nào, ít nước nào trên thế giới, các nước văn minh thế giới họ không làm như thế. Thậm chí họ cấm cái việc mà thay đổi tội danh, thay đổi tội danh, bổ sung tội danh, thay đổi tội danh. Đó là bởi vì rằng là khi mà cơ quan điều tra đã bắt thì anh phải biết chính xác tội của người ta để anh có luận cứ. Ở các nước tiên tiến ấy, thì người ta, kể cả Liên Xô trước đây nhé, báo cáo bác thế, là người ta, kể cả Trung Quốc luôn, báo cáo như vậy. Đó. Thì khi bắt ấy, là phải bắt cái tội đúng tội danh. Không có thể rằng là cái lệnh khởi tố bắt tạm giam là vì cái tội A, rồi sau đó là đổi sang cái tội B được. Có nghĩa là cái tội A không có căn cứ, không có căn cứ mà anh vẫn bắt, thì đổi sang tội B người ta không được đó. Cho nên đây là cái vấn đề tư pháp. Chúng ta vẫn nghĩ rằng là khi vào đó rồi thì bắt đầu mới lôi ra nhiều chuyện, tức là chúng ta đang dùng một cái dùng lời khai hoặc là dùng cái gì đó để mà thành. Thì như vậy chúng ta đã gặp một cái gì đó có thể rằng là liên quan tới ép cung, mớm cung, vân vân nọ kia đó. Cho nên ấy, cái câu chuyện Ngọc Trinh thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhìn nhận một cách công bằng sòng phẳng, không phải vì yêu hay là ghét quá mà chúng ta có những cái suy nghĩ. Còn để mà đấu tranh với cái xấu, đấu tranh với cái xấu, bởi vì Ngọc Trinh là một tấm gương xấu cho rất nhiều cô gái trẻ muốn giàu, muốn gì đó phải đi cặp bồ hay vân vân gì đó, rồi là cặp đất mà ăn kiểu như vậy, thì là như thế, đúng không? Đó. Thế nhưng mà tôi cho rằng là nhiều tấm gương còn xấu hơn. Có một bác comment tôi rằng là Ngọc Trinh dù sao tôi vẫn nể ở cô này, cô nói thật, mặc dù là phũ phàng, không tiền thì cặp đất mà ăn à, còn hơn là khối vị quan chức khi ra tòa rồi bắt đầu mới lẩy kiều, rồi mới nói rằng là nhận quà cảm ơn rồi vân 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 đó. Rồi thậm chí là có nhiều vị còn nói lời đạo lý cho đến khi là bị bắt mới lộ ra đấy.
dù sao là thì vẫn tôn trọng là Ngọc Trinh nói thật, kiểu kiểu như thế. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là vì mình là tấm gương xấu thì chúng ta có nhiều cái cách, bằng cách rằng là chúng ta sẽ xây dựng văn hóa trên cái sự tử tế, nhân rộng nhiều cái, chỉ trích những cái hành vi đó. Đó. Với tôi ấy, một cái video clip xấu đưa lên mạng gặp được rất nhiều dư luận và dư luận chỉ trích nó là điều tốt. Tôi nói thật các bác thế. Có cái cụm từ người ta gọi rằng là đạt được rất nhiều hàng triệu lượt view ở trên mạng và dư luận thì không đồng tình với cái việc mà những clip của Ngọc Trinh, thì tôi cho rằng là việc không đồng tình đó là chuyện tốt, để cho mà cũng là một cái chiến dịch truyền thông, cũng là một cái nổi truyền thông để thấy rằng là những cái hành vi của Ngọc Trinh là không được khuyến khích. Đó, không được khuyến khích, tức là nó rất ổn trong cái việc mà truyền thông phê phán cái Ngọc Trinh này và thể hiện quan điểm cá nhân của tôi với các bác về những hành vi của Ngọc Trinh. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng tốt cho giới trẻ. Nhưng mà để đến mức độ mà bắt đi tù thì tôi vẫn thấy có gì đó nó rất là lấn cấn. Thật sự các bác như vậy. Cho nên tôi làm rõ ba cái vấn đề vừa rồi chia sẻ với các bác. Một là cái căn cứ pháp lý rất rõ ràng. Hai là cái quan điểm cá nhân của tôi về việc nên bắt hay rằng là không bắt Ngọc Trinh. Và cái thứ ba nữa là xin chia sẻ với các bác rằng là chúng ta hoàn toàn dùng những thứ khác để định hướng văn hóa, chứ không thể nào dùng cái hình sự ra để mà văn hóa được đâu. Đó. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một buổi ngày tốt lành.